Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ chơi đo trong Roblox các bạn. Ok, Ship sẽ chơi ngẫu nhiên với hai người nữa. Ship cũng biết hai người này là ai nữa. Ship chơi ngẫu nhiên thôi các bạn. Và trước vào video các bạn hãy nhớ cho Ship một like, một đăng ký kênh cũng như bình luận bên dưới. Không biết các bạn nào vượt qua vòng 100 nhiều lần chưa nữa. Ok. Chúng ta cùng đi với hai bạn này xem hai bạn này chơi có hay không nha. Để cho hai bạn đó mở cửa đi. Haha, Ship đứng nhìn. Nhanh lên, mở nhanh lên. Mở cho Ship đi nào. Ok. Cửa thứ nhất không có gì. Cửa thứ hai cũng không có gì. Ship mua lốc bích với lại đèn pin các bạn. Cửa thứ ba cũng không có gì luôn. Tới cửa thứ 10 vẫn không có gì. À, có gì rồi đó. Trốn đi mọi người ơi. Cái tổ này là của Ship. Con rút nó tới. Ok. Chắc không ai chết đâu ha. Chết là dở lắm luôn á. Cửa số 12. Cửa 23 các bạn. Trời ơi, cái con này. Cái con ice này. Cửa 25 vẫn chưa có gì. À, có. Sao mỗi lần nó không có gì, cái nó có gì vậy các bạn? Ảo gì? May mà cái phòng này nhiều tủ. Ok, đi thôi hai bạn ơi. Ơ, tới Ship rồi nè. Chúng ta cùng chạy Ship thôi. Cửa 32. Mong là hai bạn không chết sớm nha. Ok. Hello Ship. Mà công nhận cái dòng này, cái tiếng nhạc nó hay các bạn. Cửa 34. Ờ, phải. Cửa 35. Cửa 36. Phải. Cửa 37. Ba mươi tám. Ok. Ship đã thoát được. Ủa hai bạn kia đâu? Rồi luôn. Có điềm chẳng lành. Hai người kia dắt ngắt rồi các bạn. Ủa gì vậy? Dễ mà. Quá non. Quá gà. Cửa 39. Vậy là Ship phải đi một mình tới cửa 100 các bạn. Cửa 44. Nó tới chưa? Nó tới rồi các bạn. Con rút này nó hù hoài luôn á. Đi thôi. Cửa 49 rồi nè. Gặp Figu. Figu. Ơi ơi, cái con speed. Chúng ta cùng speed run đoạn này nha các bạn. Ok. Một quyển nè. Cất đi, không cần coi đâu. Cứ kiếm hết cái đã. Không có luôn. Ờ, một quyển nữa, hai quyển nè. Ba quyển nè. Chưa đủ. Nó lên trên rồi, Ship không sợ nó đâu các bạn ơi. Đâu rồi. Ship hay livestream game này trên TikTok lắm. Các bạn có thể lên TikTok Ship xem Ship livestream nha các bạn. Các bạn nào chưa biết nick TikTok của Ship không? Để Ship ghi ở dưới phần bình luận cho các bạn biết. Để vào xem livestream của Ship. Không có cuốn nào hết trơn. Ủa, chết Ship rồi. À đây, cuốn thứ 5. Cuốn thứ 6. Ok, cuốn thứ 7, thứ 8. Thứ 7 chứ. Bây giờ Ship phải lấy cái mật mã các bạn. Ok, 5118. 5118 mấy đó. Thôi đáng mò đi các bạn ơi. Thôi lên đáng mò đi chứ làm biến đi kiếm quá à. Kiếm dễ chết quá à. 5 1 1 8 2. Ui sai rồi. 5 1 1 8 3. Ui đúng rồi nè. Đáng mò. Auto win. Cửa 52. Trời tao thôi luôn chết Ship rồi. Phải xài đèn pin rồi. Thôi xài đèn à. Quay diêm đi. Bật lửa đi. Cái cửa đâu rồi? Hello. À 53. Không sao các bạn ơi. Cửa 77 vẫn không có gì. Ship ra cái hành lang. Không có gì hết. 78. Ồ gặp Ship nữa nè. Lút đồ có gì không? Không có gì hết. Thôi đi. Cửa 81 là gặp Ship nè. Mm,
Bây giờ xích hết giết được ship rồi các bạn ơi. 82 83 cái này đi hẳn rồi. 84 trái. 85 86 87. Ây da, trúng lửa. 58 ok. 89 90 Ui, không phải con rush mà là con ambush. Nhảy ra nhảy vô lại á. Lần đầu tiên ship vượt được qua con này luôn á. 95 rồi các bạn ơi. 96. Wow. 97. 98. Cái con xịt. 99. Ok, 100 rồi nè. Xin tha cho em anh ơi. Xin anh tha cho em. Chết ship rồi. Trái phải trái phải phải trái phải trái trái chỗ nó xuất hiện à, đây ở trên đây đúng không? Không còn mạng để hồi sinh đâu các bạn ơi. Nói thiệt là sẽ không còn mạng để hồi sinh đâu. Từ từ đợi xíu, ship biết cái trò này chơi sao. Lại 5 9 5 6 9 7. Quên rồi. Lại 7 6 5 9. Chạy luôn đúng không? Lần đầu tiên cho cuộc đời xíu trốn được con ambush luôn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhấn cho đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.